Xuất thân là một kỹ sư công nghệ sinh học, cùng với khát khao xây dựng được thương hiệu và đưa sản phẩm nấm linh chi đỏ ra thị trường thế giới, anh Nguyễn Văn Tuệ, ngụ tại khu phố Ruộng Lớn, phường Bảo Vinh, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, đã mạnh dạn đầu tư trang trại quy mô lớn, có quy trình nuôi trồng khép kín, từ khâu sản xuất phôi đến chăm sóc, phơi sấy, đóng gói đạt chuẩn an toàn. Tại sao anh lại suy nghĩ là bên đất nước mình có thể phát triển nấm linh chi cũng được như ở Hàn Quốc? Cái vấn đề này là cũng là chuyên môn. Nấm linh chi hay là bất kỳ loại nấm nào khác này là bản chất là nó là sống ở trong môi trường nhiệt đới là chủ yếu. Còn xứ lạnh thì nó khó hơn như Hàn Quốc, rất khó nuôi trồng. Mà họ đang nuôi trồng được thì Việt Nam mình thời tiết thuận lợi lắm. Và khi bắt đầu mà em nuôi trồng nấm em biết là khí hậu Việt Nam phải nói là trời đó phú cho ở đất nước Việt Nam mình cái đa dạng chủng loại nấm. Mà đặc trong đó là có loại nấm linh chi mà phát triển rất tốt, càng thôi thúc cái nghị lực nuôi trồng nấm để phục vụ cho bà con trong cả nước.